cảm xúc tiêu cực gây hại cho ngũ tạng của mình thế nào. Cảm xúc của con người, hỉ nộ ái ố đều ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của mình. Ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nha. Thứ nhất là tức giận hại gan. Mỗi khi chúng ta tức giận thì cái cảm giác đó sẽ được lưu trữ ở trong gan và túi mật, sẽ làm giảm cái chức năng của chúng, gây ra những triệu chứng như là mệt mỏi, bực bội và huyết áp không ổn định. Thứ hai là lo lắng hại dạ dày. Mỗi khi chúng ta lo lắng thì sẽ có cảm giác là đau thắt bụng. Đó là do dạ dày co thắt quá mức, kích thích cho axit tiết ra nhiều hơn, làm ảnh hưởng đến niêm mạc, lâu dần sẽ bị viêm loét dạ dày. Thứ ba là buồn hại phổi. Mỗi khi chúng ta đau buồn quá mức thì sẽ ảnh hưởng đến cái nhịp thở, làm cản trở cái quá trình mà đưa oxy đi khắp cơ thể. Thứ tư là sợ hãi hại thận. Mỗi khi chúng ta lo sợ quá mức thì sẽ làm mất kiểm soát giữa não bộ và thận, gây nên những cái trường hợp như là tiểu tiện không tự chủ. Thứ năm là căng thẳng hại tim. Mỗi khi chúng ta căng thẳng quá mức thì sẽ làm ảnh hưởng đến nhịp tim của mình và lâu dần sẽ bị rối loạn hệ tim mạch. Vì vậy, để cho ngũ tạng của chúng ta thật là khỏe mạnh thì chúng ta cố gắng là kiểm soát và cân bằng được cảm xúc của mình thật tốt nha. Và nhân đây, Nương cũng kính chúc cho các bạn và gia đình của mình lúc nào cũng khỏe mạnh và thật bình an trong mùa dịch này nha. Cẩm Nương cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.